Tập 8. Cô à, chúng tôi chỉ cướp ít tiền, hợp tác một chút, chúng tôi sẽ không làm khó cô đâu. Đi. Đại ca, không phải chúng ta cướp cả sắt đấy chứ? Cướp sắt cái gì mà cướp sắt? Đồ thối tha. Con đàn bà thối tha này. Được rồi, túi còn ở đây này. Cút đi cho tao. Đây không phải việc của mày. Chuyên nghề cướp giật à? Có điều bọn mày cũng đen lắm là gặp phải tao. Đi. Alo, sư phụ. Anh bảo này, tiểu tử cậu đang ở chợ quán, sao chưa chờ hỏi gì đã đi rồi? Làm hại con gái nhà nào rồi? Cái gì mà làm hại con gái nhà nào? Người ta thích phụ nữ trưởng thành cơ. Cậu mau về đây đi, anh có việc gấp. Được, em biết rồi, em qua bên đó luôn. Phụ nữ trưởng thành, anh đi đây. Điện thoại cũng để quên ở đây rồi. Lại còn dùng iPhone. Xem tí chắc cũng không phạm pháp đâu chứ. Xem có bí mật gì không nào. Dương Nhất Nhất, so đấy với Dương Nhất Nhất là biết nhau. Chắc không phải Dương Nhất Nhất với An Kỳ có quan hệ gì đấy chứ? Nhưng mình bảo này, sau này buổi tối có thể đừng một mình ra ngoài, rất là nguy hiểm. Cậu tưởng mình muốn ra ngoài sao? Cậu không phải để theo dõi anh ta sao? Không thì mình có thể gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy sao? Còn hại mình mất cả túi nữa chứ. Cậu biết không, trong túi mình còn có cả ví tiền nữa. Ví tiền có cả tiền, có cả thẻ, cả chứng minh thư nữa. Sao mình lại đen đuổi như thế? Đen đuổi quá đi mất. Nhưng mà thôi, người không sao là tốt lắm rồi. Tốt cái gì mà tốt? Anh ta nợ mình, đời này kiếp này, kiếp sau cũng vẫn còn nợ, vĩnh viễn nợ mình. Món nợ của mình đều sẽ đổ lên đầu anh ta. Càng nói càng tức, mình cực kỳ muốn bóp chết anh ta. Nói xong rồi sao? Xong rồi. Có cái này mình hỏi cậu nhé. Lát nữa tan làm, trên đường cậu đến bệnh viện thăm ông ngoại, có thể giúp mình giao một ít văn kiện được không? Giao đến đâu? Mình cần một hợp đồng cần phải giao cho Triệu Tổng. Mình mà không nhớ nhầm thì bệnh viện ông nằm ở phía đông.
Công ty Triệu Tổng ở phía Tây thì có thuận đường không? Thuận chứ. Không phải từ phía Tây đi một vòng rồi đến phía Đông rồi sao? Như vậy vòng một trái đất xong quay về. Cậu nghe mình nói này, không phải anh ta muốn học nhảy. Mình đã xếp cho anh ta khóa một thầy một trò đắt nhất rồi. Cậu là giáo viên phụ trách lớp đó, tự đi đưa một bản hợp đồng, cũng là biểu hiện thành ý mà, phải không? Coi như không nghe thấy đi. Không thuận đường. Được, vậy mình lái xe. Đợi mình. Bạn gì thế? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đi cái thứ này cũng đau chân quá. Mẹ. Sao mẹ lại như thế rồi? Không phải con nói với mẹ rồi sao? Tiền không phải là vấn đề. Nếu mẹ vui thì với khả năng của con mẹ, tặng mẹ điện Kremlin cũng không vấn đề. Đừng cứ giục con kết hôn mãi thế. Để làm gì cơ chứ? Con phải hỏi để làm gì sao? Vậy mẹ nói xem, Đại Xuân đó, cô ta có xứng với con trai mẹ không? Vậy mẹ bảo con phải nói chuyện gì? Con dẫn cô ta ra ngoài, người khác sẽ nghĩ gì chứ? Ông chủ kiểu gì mà lại mang theo loại kém thế? Triệu Tổng, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đi đi, đóng cửa vào. Tôi đã gọi điện thoại cho cô rồi còn gì. Cô làm gì mà đến đây thế? Cái đó tôi đã cho cô 50 vạn. Xong rồi. Cái đó nhà cũng cho cô rồi. Chúng ta kết thúc rồi còn gì. Cái gì mà xong rồi? Những cái này đều là anh nợ tôi. Cả những hóa đơn tôi trả cho anh nữa, đều giữ rất kỹ. Bây giờ anh có tiền rồi, anh thành người giàu có rồi. Anh liền quên hết tình nghĩa vợ chồng kết tóc. Kết tóc cái gì chứ? Chúng ta còn chưa đăng ký, chưa kết hôn mà. Đúng là chưa đăng ký. Nhưng tôi hầu hạ phục dịch anh suốt 5 năm. Tôi hoàn toàn đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ rồi. Cô làm cái gì đấy? Đây là văn phòng, tôi nói cho cô biết. Đừng cởi quần áo. Khi đó đã giúp anh lập nghiệp. Tôi đã bị bọn lưu manh giở trò vô lại không biết bao nhiêu lần, suýt chút nữa đến mạng sống cũng không còn. Bây giờ anh ổn rồi, anh liền muốn quên tôi đi. Anh muốn quên tôi đi có phải không? Cái đó, Đại Xuân, cô quên tôi đi. Cứ coi như tôi là Trần Thế Mỹ. Tôi có lỗi với cô. Thế nhưng tôi thật sự không còn cảm giác gì với cô nữa rồi. Chúng ta chấm dứt đi. Cái tên đáng chém đình đam với anh, đồ khốn nạn. Tôi không cần tiền, tôi cần anh. Tôi, cô mà qua đây, tôi báo cảnh sát đấy. Có phải anh ở bên ngoài đã có con hồ ly nào rồi không? Cái gì thế? Anh nói xem có phải không? Nếu như không có ai ở ngoài, anh còn lâu mới dám đối xử với tôi như vậy. Đúng rồi, đúng là tôi có người khác đấy. Người ta rất xinh đẹp, lên được phòng khách, xuống được bếp, giỏi giang hơn con nhiều. Anh, Triệu Thụ. Cậu làm gì thế? Bạn gái của Triệu Thụ.
Không phải là bạn gái cũ. Thế sao mà cậu phải tránh? Mặc dù hai người họ chia tay rồi, thế nhưng Triệu Thụ không muốn nói cô ấy sớm thế. Sợ cô ta bị tổn thương. Không phải cậu nói hai người không có gì sao? Mình không có gì với anh ta thật. Mình đã đồng ý với anh ta đâu. Vì có bản thân anh ta còn giải quyết chưa xong. Mình muốn anh ta giải quyết gọn gàng triệt để mà ở bên anh ta. Như vậy thì cậu với Giang Giang mới có ấn tượng tốt với anh ta được. Vậy sao? Thật đúng là dễ lừa mà. Nhìn qua là thấy người đàn ông như vậy chẳng tốt đẹp gì. Nào, mình tự đi, cậu ở đây đợi đi. Mình chờ cùng cậu, đợi đó. Mời cô bên này. Được. Triệu tổng. Triệu tổng, chỗ này mới bị sét đánh sao? Cô đó cứ khéo đùa. Đào Đào, ngồi đây. Cô ngồi đi, sét đánh cái gì chứ? Cô xem tôi làm ăn nghiêm chỉnh thế này. Ngồi đi. Cô uống nước nha. Tôi không uống đâu. Triệu tổng à, tôi đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, anh xem qua hợp đồng đi. Nếu hợp lý thì anh bao ký vào. Một bản anh giữ, một bản tôi mang về báo cáo kết quả hoàn thành. Bút cũng chuẩn bị cho anh rồi. Hai chuyện đều xong rồi. Cô cũng đã cất công đến đây rồi. Không thì ở lại ăn bữa cơm. Ăn xong tôi sẽ ký. Ký xong tôi đưa cô về. Triệu tổng, anh có thấy anh ân cần quá rồi không? Vậy à? Không phải sao? Có câu này không biết anh đã nghe chưa? Không có việc gì mà tự nhiên ân cần, nhất định là có gì đó, đã nghe chưa? Thế không có ý gì thì sao? Cái đó tôi ký luôn. Không xem à? Cô giáo Dương đến tận đây rồi. Tôi cần gì xem? Gửi cô. Nghe nói anh đang theo đuổi Tôn Nguyệt nhà tôi. Lý do thứ hai tôi đến đây chính là vì Nguyệt Nguyệt. Tôi với Nguyệt Nguyệt là bạn bè thân thiết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là tình cảm hơn 10 năm. Không giống như các cô gái chỉ cùng nhau dạo phố ăn cơm. Cho nên chuyện chung thân đại sự của cô ấy nhất định phải qua được cửa của tôi. Triệu tổng, nếu anh mà đối tốt với cô ấy thì được. Anh mà đối xử không tốt với cô ấy, sau này anh mà có xảy ra điều gì bất trắc thì đều là cho tôi làm đấy. Cô giáo Dương thật khéo đùa. Không phải cô cũng đến rồi. Tôi hỏi cô nhé, ấn tượng của cô với tôi như thế nào? Tôi đối với việc kinh doanh bất động sản, tôi không thấy có gì không ổn. Hy vọng Triệu tổng anh cũng đừng làm tôi thất vọng. Vậy không thể làm cho cô thất vọng rồi. Tôi đi trước đây, không làm phiền anh. Đã trưa rồi, cô ăn bữa trưa đã. Không cần ăn cơm trưa đâu. Triệu tổng, nếu anh đã khách sáo như vậy, tôi tặng anh một câu nhé. Cô nói đi. Nếu anh theo đuổi Nguyệt Nguyệt và chúng tôi, vậy thì anh phải thật lòng, tốt bụng một chút. Những cái gì cần giải quyết thì giải quyết cho tốt đi. Nếu không thì thật sự sẽ bị sét đánh thật đấy. Thật sự biết đùa mà. Gọi điện thoại hẹn ăn cơm ở đâu? Cứ thích đùa. Alo, gì à? Cháu đang ở cùng Nhất Nhất. Có thể là do điện thoại đó không có tín hiệu. Cái gì? Ông ngoại nói chuyện rồi. Ông ngoại. Ông ngoại à, cháu là ai? Nhất Nhất. Cháu tan học về rồi đấy à? Tan học. Ba, con là ai? Cô. Con là con gái ba, Nguyệt Bình đây. Nói linh tinh. Con gái tôi không già như cô đâu. Tôi biết cô là ai. Cô là giáo viên dạy dạy cô Nhất Nhất. Con.
Cậu này tôi cũng biết. Nhất Nhất gọi cậu là... Đúng đúng, con là gì của Nhất Nhất? Thầy chủ nhiệm. Bác sĩ nói đi. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bệnh Alzheimer, tên thường gặp là bệnh trì độn tuổi già. Bây giờ trí nhớ ông đã suy giảm, sẽ không hồi phục được. Vậy bây giờ chúng tôi có thể làm gì được? Trước mắt cứ để ông ấy về nhà tĩnh dưỡng, đúng giờ uống thuốc rồi tái khám, cố gắng hết sức trì hoãn sự phát triển của bệnh. Ông ngoại, chúng ta về nhà rồi. Nhất Nhất, trước đây sao ông lại nằm viện? Ông ngoại, ông có nhớ là điều gì không? Ông ngoại, ông tìm gì thế? Bà ngoại cháu đâu? Đồ ăn bà mua để đâu rồi? Nhất Nhất, cháu sao thế? Ông ngoại sớm khỏe lại. Nghĩ đến hồi còn đi học, chúng ta toàn đến nhà ông chơi đùa làm loạn. Ông ngoại còn nấu cơm cho chúng ta ăn. Các cậu còn nhớ không, lúc chúng ta đi học, học vũ đạo, Dương Nhất Nhất là chịu khó nhất, có năng khiếu nhất. Mình với Nguyệt Nguyệt cậu đều bình thường thôi. Không không, cậu còn giỏi hơn mình nhiều. Mình thực sự là vì hai cậu mới tiếp tục học vũ đạo, theo chơi cùng. Nhất Nhất, mình nói cho cậu biết, lúc đó là do mình không thực sự nghiêm túc nhảy. Mình mà cố gắng chưa chắc đã kém hơn cậu. Đúng, nếu không thì sao bây giờ cậu là chủ của mình chứ? Đúng vậy. Cậu xem, sao mình lại vô tích sự như thế? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu có một đứa con đáng yêu như thế, còn tự nuôi được bản thân, cậu giỏi hơn nhiều phụ nữ khác đấy. Đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn. Mình tưởng là sẽ tốt hơn nữa. Mình tưởng là chỉ cần mình hạnh phúc, cả thế giới đều dừng đường cho mình, mở lối cho mình. Thế nhưng không phải như vậy. Giang Giang à, Giang Giang, sao cậu phải nghĩ vậy? Tất cả những trải nghiệm đều là của cải. Những của cải đó là vì trải đường cho hạnh phúc sau này. Thật đó. Giang Giang, nghe bà nói này. Khi phụ nữ ngày càng chín chắn, đều nên ngây thơ một chút. Điều này cậu làm rất tốt. Ít nhất cũng tốt hơn Nhất Nhất. Thật à? Mình cũng có điểm tốt à?
Đào, nhất nhất, cạn ly. Đào, cạn ly. Ba chúng ta giao hẹn với nhau thế này, dù sau này có xảy ra chuyện gì, ba chúng ta cũng sẽ như bây giờ, không đố kỵ, không nghi ngờ, không rời xa. Quéo tay. Quéo tay. Quéo tay. Đóng dấu. Đóng dấu. Quản lý Đào, phiền cô giúp tôi mang cái này, giao cho Dương Nhất Nhất. Túi của Dương Nhất Nhất sao lại ở chỗ của anh? Cô tự hỏi cô ấy đi. Tôi làm việc đây. Nhất Nhất, cháu đi làm trước đi, để mợ chăm sóc ông. Mợ, cháu nghĩ cứ để cháu dọn về đây sống, chăm sóc ông cũng khá tiện. Có được không cháu? Ban ngày cháu đi làm đủ mệt rồi, cứ để mợ chăm sóc cho. Khi còn nhỏ cháu sống ở nhà ông ngoại, sau này mẹ đưa cháu đi, ông ngoại cũng vẫn luôn không vui. Nói không chừng cháu chuyển về đây ông lại vui, bệnh tình sẽ tốt lên. Alo. Nhất Nhất, điện thoại của cháu. Alo. Cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Cái túi đó của cậu đang ở chỗ mình. Túi của mình sao? Mình làm sao biết được? Hùng đáng mang đến đưa cho mình. Lát nữa mình đến nhà trẻ đóng tiểu tổ tông nhà mình. Hay là cậu qua đó nhé. Được. Túi của mình. Mà sao ở đâu cũng thấy hùng đắng. Đây là do Lý Mặc nghĩ ra. Lý Mặc. Mấy ngày nay đều là nó chuyển đồ cho em mà. Đúng vậy, anh ấy muốn để em mở một cửa hàng trên Weibo. Em cũng không nghĩ đến sẽ có người mua búp bê của em. Em cảm thấy Lý Mặc rất có đầu óc kinh doanh. Làm chuyển phát nhanh thật phí phạm. Ý em không phải làm chuyển phát nhanh là gốc đâu. Ý em là Lý Mặc rất thông minh. Anh biết, anh sẽ chuyển lời đến cậu ấy. Anh ấy hôm nay thời tiết đẹp lắm. Hay là mình xuống dưới đưa em đi dạo nha. Được. Đến rồi à Nhất Nhất. Của cậu đây. Túi của mình. Bảo bối của cậu. Túi của mình quay về với mình rồi. Nhìn cậu đây. Để xem có mất gì không. Điện thoại vẫn còn. Không có điện thoại thật sự là cách biệt với thế giới mà. Cậu hiểu không? Hôm nay là sinh nhật của bố bố đúng không? Chuyện này cậu cũng nhớ à? Đương nhiên. Định chúc mừng bé thế nào? Đồng ý chứ đó, đưa nó ra ngoài chơi một vòng. Được đó, sẵn sàng là một người mẹ tốt rồi. Biết làm sao bây giờ? Một mình đưa con thật sự quá vất vả. Từ đầu phải thế này rồi chứ. Đi thôi. Nhà trẻ này cũng ồn ào thật đấy. Có đứa trẻ nào mà không làm loạn rồi khóc cơ chứ. Xem bối cảnh nhà mình xem, thật tốt. Đều là thằng bé làm cho đứa khác khóc. Từ từ thôi các con. Cậu dạy dỗ ra một tiểu bá vương mà còn đắc ý nữa. Không phải nói, thà nó bắt nạt đứa khác cũng không thể cho đứa khác ức hiếp nó được. Quần áo mới ba con mua cho con. Đào bối bối, con xem con đã bôi bẩn quần áo bạn đến mức này rồi. Bộ đó là ba nó mua cho nó. Nó bảo con không có ba. Nó bảo ba con không cần con. Bối bối, có chuyện gì thế? Chị là mẹ của Đào bối bối. Đúng rồi, là tôi.
Cô giáo, đấy không phải là mẹ con. Bối bối, nói cho dì dứt dứt nghe. Vì sao con lại bắt nạt bạn nhỏ kia chứ? Quần áo mới của người ta đấy, sao con làm bẩn? Quần áo cậu ta là ba cậu ta mua cho. Cậu ấy bảo con không có ba, nói ba không cần cháu. Đào bối bối, con đứng lên cho mẹ. Qua đây, mẹ nói chuyện với con. Đào Văn, đừng, làm gì đấy? Con qua đây, trẻ con mà, tính toán với nó làm gì? Được rồi, mẹ hỏi con, sao con nói với cô giáo? Mẹ không phải mẹ ruột con, vốn là không phải mà. Mẹ cũng không cần con. Con cũng không muốn thấy mẹ. Bối bối, được rồi, con qua đây cho mẹ. Được rồi, con đừng như vậy nữa. Đừng cãi nhau. Bối bối, qua đây. Cô đưa con rửa tay. Dạ được. Mình tức chết đi mất. Chịu đựng trận giáo huấn này, đứng đến tê cả chân rồi. Anh đi chậm một chút. Yên tâm đi, ngày nào anh cũng đạp xe mà, không có vấn đề gì đâu. Thì ra cảm giác chân không chạm đất là như thế này, như là đang bay bay. Tiểu Tuyết, sao con người em lại màu xanh thế? Nguyên nhân cũng là do bệnh xương thủy tinh. Bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đã cản trở quá trình dậy thì. Bẩm sinh đã thiếu máu, thiếu sắt, khiến cho mắt luôn là màu xanh. Bệnh này không chữa được à? Hiện tại thì y học vẫn chưa có cách. Có điều có thể dùng thuốc để điều trị và kiềm hãm sự phát triển của bệnh. Tốn tiền, tốn sức. Thật ra người nhà anh cũng bị bệnh mãn tính. Có thể chữa trị được không? Phải phẫu thuật. Cho nên anh mới cố gắng tiết kiệm tiền. Có điều từ khi tiếp nhận chuyện giao hàng ở khu này, thu nhập của anh bây giờ gấp đôi lúc trước. Anh giỏi thật. Cậu nói xem, cậu đối đầu với con trẻ làm gì? Về nhà từ từ dậy là được rồi. Cậu nói xem, bây giờ con nói với cậu như vậy, cậu không có trách nhiệm trong đó sao? Cho nên mình mới tự làm tự chịu. Lúc trước trót gây chuyện, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, liền hồ đồ kết hôn rồi đẻ con, sau đó lại hồ đồ ly hôn. Mình rất sợ người khác coi thường mình. Mình cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại, cậu hiểu không? Có lúc mình thấy mình thật sự không gánh vác nỗi trách nhiệm với cuộc đời bối bối, cũng không cách nào khác. Dù thế nào, đó cũng là máu thịt của mình. Cậu cũng đừng tiêu cực như vậy. Bây giờ vẫn còn kịp mà, tìm cho nó một người bố tốt. Cậu còn trẻ. Dương Nhất Nhất, sao vậy? Nhất Nhất à, cậu sẽ chúc phúc cho mình chứ? Vậy phải xem cậu tìm được người thế nào. Nếu giống chồng cũ, mình miễn cưỡng chúc phúc như trước đây thì thế nào chứ? Chắc chắn lần này mình sẽ tìm một người cực kỳ. Lần trước cũng nói như thế. Thế thì sao? Cố ý làm loạn có phải không? Mình làm loạn gì chứ? Mình là giúp cậu loại trừ các nguy cơ từ trước, tránh để cậu lại gặp phải người xấu, có hiểu không? Đồ vô lương tâm cậu. May là còn có người chị em như cậu. Cậu nói như vậy không phù hợp chút nào. Mình biết cậu là người trọng sắc khinh bạn mà.
Hôm nay anh không giường tôi đúng không? Cậu cũng có thắng tôi đâu. Sao lại nói là giường? Cũng đúng. Trên sàn đấu không có cao thấp, nhất định không được hạ thủ lưu tình. Ông chủ, gần đây người anh em hùng đáng sẽ không tới. Anh ấy gần đây khá là sầu. Sầu? Vì ai? Vì phụ nữ à? Không phải phụ nữ, là vì nữ ác ma. Ít nhất đối với anh ấy thì là như vậy. Đúng rồi. Lát nữa anh đi chơi bóng không? Hôm nay cậu vẫn chưa vận động đủ à? Hiếm khi được đổi ca nghỉ một ngày. Cũng hiếm khi nào mẹ tôi đi công tác. Ra ngoài không cần báo cáo. Tôi không đi được rồi. Mẹ đứa nhỏ đi công tác. Mấy ngày này của tôi đều dành tất cả cho tiểu tổ tông. Không nhìn ra anh Báo là người ba 24 tuổi. Tôi đưa anh đi đón đứa nhỏ. Ông chủ, tôi đi đón con đây. Cậu đợi một lát. Được. Nhất Nhất, cậu còn nhớ lúc cậu đi du học gặp một tên cặn bã, cái tên quen được 3 ngày giết bỏ cậu đấy. Tên hắn là gì? Cậu còn nhớ không? Nói chuyện này làm gì? Trong điện thoại cậu còn hình hắn không? Nói nữa là mình giận đấy. Mình đã hy vọng cậu mau chóng gạt bỏ đi đoạn ký ức mờ mịt đó. Mình đi vệ sinh đây. Cậu cầm túi cho mình nhé. Đợi mình trên xe. Ông chủ, con gọi chú đi. Chào chú. Sau này con phải nghe lời nhé, nhớ chưa? Đào Văn. Đào Văn. Alo, Nhất Nhất à, cậu vẫn ở nhà vệ sinh à? Mình xuống ngay đây. Mình nói với cậu chuyện này một chút. Đột nhiên mẹ mình gọi điện thoại, bảo mình mau về nhà. Mình đi trước nhé. Sau đó buổi tối chúng ta gặp nhau. Gọi điện sau nha. Cứ như thế đã. Sao em lại ở đây? Em đến đón cháu. Sao anh cũng ở đây? Anh đến đón con cùng bạn. Đây là anh Báo. Đây là Đào Văn. Xin chào. Cháu tên gì? Cháu tên Bố Bối. Bố Bối. Bố Bối, mau gọi chú đi. Chào chú. Chào cháu. Hôm nay là sinh nhật Bố Bối. Em đã đồng ý đưa nó đi chơi. Mọi người cứ trò chuyện đi, không làm phiền mọi người. Đợi một lát. Hôm nay sinh nhật Bố Bối sao? Hai người muốn đi chơi, anh cũng muốn. Anh đi cùng hai người. Nhưng cũng không nên để bạn anh ở đây. Không sao. Anh Bảo, dạ lái xe đi trước nhé. Được được. Tạm biệt cô chú đi con. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt con. Bố Bối, có quan kênh chú không? Có chứ ạ. Em xem, Bố Bối cũng quan kênh anh. Túi vẫn ở chỗ cô ấy. Đi thôi. Đây giúp con. Hai người chọn một chút. Alo, Nguyệt Nguyệt. Văn Văn, qua sinh nhật của con trai cậu. Lát nữa mình chuyển đến nhà nhé. Khi nào cậu về? Mình còn sống trở về hay không còn chưa chắc đây. Chuyện gì vậy? Bạn trai mình đang ở cùng Bố Bối. Sợ là giấy không có được nữa. Bạn trai? Cậu có từ khi nào thế? Cậu ấy có bạn trai rồi. Alo, yêu đương rồi hả? Mình đói mà. Đừng để mình sốt ruột. Ai đấy? Có phải bạn cùng phòng cùng không đáng không? Bây giờ không kịp nói. Không thấy hai người đó đâu nữa. Con mình có thể đừng hại mình không? Cúp nhé, đợi một chút. Còn chưa nói xong mà. Mình đã thấy đây là một cơ hội tốt. Đúng lúc xem anh ta với Bố Bối thế nào. Nếu anh ta để bụng sự tồn tại của Bố Bối, mình thấy anh ta không dựa dẫm được đâu. Mau chia tay đi. Được, để tình hình xem thế nào. Cúp máy đây. Đợi tí nào, cậu dỗi cái gì chứ? Cứ muốn cúp máy vậy.
Mình nói cho cậu biết nha, cái túi đó của mình cậu nhất định đừng động vào. Cậu mà dám lục mình trở mặt đấy, mình xé cái túi của cậu luôn. Cho mình nói vài câu, cúp rồi. Cậu thấy sao? Tối nay hai chúng ta không cần đi đâu nữa. Người ta đã có một nhà ba người đi với nhau rồi. Cậu cũng chưa gặp bạn cùng phòng của Hùng Đáng mà. Gặp rồi thì cũng không nhớ được. Cái tên cùng phòng đó cứ thần thần bí bí, ai biết được. Cậu nói xem sao Văn Trăng lại giấu kỹ thế. Trước đây cậu ấy có bạn trai, thiên hạ có ai là không biết. Cậu giấu không kỹ. Cậu với Triệu Tổng đó biết nhau thế nào? Cậu quen ở đâu? Khi nào quen nhau? Nói chút xem nào. Có người gọi tới đây. Alo. Đừng diễn nữa, màn hình đen thui kìa. Tín hiệu không tốt, bị ngắt rồi. Alo. Cái đó làm sao cơ? Bối bối, cháu muốn ăn gì? Cháu muốn ăn bóng ngô, hot dog, kem nữa. Được. Chú, mẹ chú có tốt không? Mẹ chú rất tốt. Vậy sau này cháu đến nhà chú chơi được không? Đương nhiên là được rồi. Chú, vì cháu với mẹ chú sau này sẽ chung sống vui vẻ chứ. Chú tin là sau này hai người hợp nhau sẽ là bạn tốt. Bối bối, sao cháu chạy nhanh thế? Anh đi mua cho bối bối chút đồ ăn. Chào cô. Đào Đào. Mẹ, chú rất tốt. Hai người cứ yêu thoải mái. Nhóc con, không được nói linh tinh, nghe rõ chưa? Anh thấy ba người chúng ta như người một nhà vậy. Mình lại thấy đây là cơ hội tốt. Giờ hay để xem anh ta đối với bố bối thế nào. Anh ta mà để bụng sự tồn tại của nó thì không giờ giảm được anh ta đâu. Mau chóng chia tay đi. Em sao thế? Thật ra bố bối không phải con chị em, là con trai em đấy. Anh biết à? Không ai nói với em là bố bối nhìn giống em đến mức nào à? Thực ra lúc ban ngày em nên ở trước mặt bối bối nói ra điều này. Em không thừa nhận nó, nó sẽ rất buồn đấy. Cảm giác ấy anh đã trải qua rồi. Anh trải qua rồi sao? Anh từng nói với em, và anh cũng là gia đình đơn thân. Khi đó ba mẹ anh ly hôn, thực ra anh được tòa xử cho về sống với ba. Có một hôm ba đưa anh đi ăn cơm, gặp một cô rất xinh đẹp. Ông ấy liền hoảng loạn, nói rằng anh là con của anh em ông ấy. Mẹ anh biết được chuyện này, lập tức đón anh về. Với điều kiện của mẹ, mẹ có thể gả cho một người rất tốt.
sống rất tốt. Nhưng chính là bởi vì anh,